Chúng tôi là Trọng Thắng xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay Mở đầu chương trình là phần tin Hoa Kỳ Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến Số điện thoại 714-418-9788 Hoặc vào trang mạng tiệm yến.com Với các sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo nhụy Hoa Nghệ Tây Saffron Bản tin đầu cho biết chúng tôi xin phép điểm qua các ứng viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào tòa Bạch ốc năm 2024. Theo bản tin cho biết, trong số tất cả các ứng cử viên đã công bố quyết định tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 thì cựu tổng thống Donald Trump vẫn đang được xem là một ứng viên tiềm năng hàng đầu đại diện cho đảng Cộng Hòa với tỷ lệ ủng hộ cách biệt đáng kể so với đối thủ gần nhất là thống đốc của Florida ông Ron DeSantis và bỏ xa bốn ứng cử viên còn lại trong đảng. Bất chấp về việc bị truy tố và vướng vào các rắc rối pháp lý, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn được xem là một ứng viên của đảng Cộng Hòa sáng giá nhất. Nhiều người ủng hộ đảng Cộng Hòa đặt niềm tin vào ngôi sao đang lên là ông Ron DeSantis, năm nay 44 tuổi. Ông DeSantis khẳng định sẽ gắn liền với chủ trương nước Mỹ trên hết mà người tiền nhiệm là ông Trump khởi xướng. Thực hiện đường lối cứng rắn về vấn đề di cư và bên cạnh đó thể hiện lập trường ủng hộ tiền kỹ thuật số, đồng tiền Bitcoin. Theo tin tức trên tờ báo New York Times cũng đã từng đánh giá về phong cách điều hành của ông DeSantis có nhiều điểm tương đồng với ông Trump, đặc biệt là sẽ đẩy mạnh các giá trị truyền thống của Đảng Cộng hòa. Ông DeSantis mới vừa tuyên bố khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống trong một cuộc phỏng vấn trên Twitter với tỷ phú Elon Musk trong ngày hôm qua, 24 tháng 5. Giới phân tích dự đoán tỷ lệ ủng hộ thống đốc Bang Florida có thể sẽ tăng vọt trong thời gian tới, đặc biệt là thống đốc DeSantis cũng đang tích cực vận động sự ủng hộ trong quốc hội. Trong khi đó thì cựu phó tổng thống Mike Pence đã nhiều lần cho biết sẽ đưa ra một quyết định về việc tranh cử trong năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa có một động thái chính thức. Một nhân vật khác cũng thu hút chú ý của dư luận đó là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc là bà Nikki Haley cũng là một ứng viên nữ duy nhất của đảng Cộng Hòa từng làm việc cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Mới đây, thì Thượng nghị sĩ Tim Scott, 58 tuổi, là thành viên của đảng Cộng Hòa da màu ở Thượng viện, cũng đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024. Ông Scott là một trong số 11 người Mỹ gốc Phi từng giữ ghế Thượng nghị sĩ và là người đầu tiên phục vụ cả Thượng viện và Hạ viện. Đảng Cộng Hòa còn có các ứng viên Tổng thống khác, bao gồm cựu thống đốc của của tiểu bang arkansas ông asa hutchinson doanh nhân vivek ramwanwani và phát thanh viên larry elder doanh nhân perry johnson Tính cho đến ngày 22 tháng 5 theo kết quả thăm dò của Reuters và IPSOS cho thấy, khoảng 49% người ủng hộ Đảng Cộng hòa dự định sẽ bỏ phiếu cho cựu tổng thống Donald Trump, cao hơn gấp đôi so với mức ủng hộ 21% đối với ông Ron DeSantis. Cựu phó tổng thống Mike Pence được 5% sự tín nhiệm của cử tri, tiếp theo là cựu đại sứ Mỹ Liên hiệp quốc bà Nikki Haley và doanh nhân Vivek trong khi đó, ông Tim Scott chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ là 1% mà thôi. Với liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump, và tiếp nối cho biết là ông Trump yêu cầu được gặp ông Tổng trưởng Hoa Kỳ là ông Merrick Garland về vụ điều tra tài liệu mật Tổng thức xã AP đưa tin cho ngày 25 tháng 5 cho biết là toán cố vấn pháp lý của ông Donald Trump chính thức yêu cầu một cuộc họp với Tổng trưởng Tư pháp Merrick Garland giữa bối cảnh là các luật sư của cựu Tổng thống lo ngại có thể sẽ có cáo trạng trong những tuần sắp tới liên quan tới nỗ lực đem tài liệu mật về cất giữ riêng tại nhà sau khi rời khỏi tòa Bạch Ốc và cản trở chính phủ thu hồi chúng. Mặc dù rất ít những chi tiết Lá thư trình bày lập luận rằng ông Trump không nên bị truy tố hình sự trong cuộc điều tra về việc giải quyết tài liệu mật của chính phủ và yêu cầu ông Garland sắp xếp một cuộc họp sớm nhất để bàn về sự bất công trong mặt kép do công tố viên đặc biệt gây ra là ông Jack Smith và không có tổng thống nào bị điều tra một cách vô căn cứ và bất hợp pháp như vậy. Lá thư dài một trang đã được hai luật sư đó là ông John Rowley và James Trusty ký tên và không đưa ra những cáo buộc cụ thể mà công tố viên Smith cũng như là toán điều tra của ông đã làm những gì sai trái và cũng không nói rõ là họ muốn bàn gì với tổng trưởng tư pháp trong cuộc họp đó? Lá thư đã được cựu tổng thống đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối thứ ba, ông Trump thường xuyên phủ nhận bất cứ việc làm sai trái nào liên quan tới việc giải quyết tài liệu được đánh dấu là mật. Hiện nay không rõ liệu các luật sư của ông Trump gửi thư vì biết cụ thể điều gì đó từ cuộc điều tra của ông Smith hay không. Lá thư diễn ra sau hơn một năm thương lượng giữa toán cố vấn pháp lý của ông Trump và chính phủ về việc giao lại số tài liệu mật đã được đem ra khỏi tòa bạch ốc, nhưng không đi đến đâu buộc Bộ Tư pháp phải tống chát đòi vào tháng 5 năm ngoái và thực thi một chát khám xét tại dinh thự Mar-a-Lago trong tháng 8 và thu thập thêm được 100 tài liệu mật. Kể từ đó, phía ông Trump và Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục một cuộc chiến tuân thủ chát đòi đại bồi thẩm đoàn các nhà điều tra của công tố viên đặc biệt trong những tuần gần đây thực hiện một loạt các cuộc thẩm vấn trước đại bồi thẩm đoàn và việc này cho thấy là công tố viên dường như là đang giải quyết những vấn đề còn lại làm sáng tỏ một số vấn đề để tiến tới hoàn tất cuộc điều tra Hiện nay thì vẫn chưa rõ liệu công tố viên đặc biệt Jack Smith đã đưa ra những quyết định có truy tố ông Trump hay chưa, hay là liệu ông đã trình bày những đề nghị mình cho Tổng trưởng Tư pháp Merrick Garland và Tổng trưởng sẽ là người đưa ra một quyết định cuối cùng về bất cứ cáo buộc nào. Sau các bản tin cho biết là trang mạng xã hội Twitter liên tục bị gián đoạn trong buổi đối thoại trực tuyến. Theo thông tin trên New York Times, việc được tổ chức buổi đối thoại trực tuyến nơi mà thống đốc Florida ông Ron DeSantis công bố quyết định tranh cử tổng thống Hoa Kỳ trong ngày 24 tháng 5 đáng lẽ phải là một thời khắc huy hoàng của trang mạng xã hội Twitter và tỷ phú Elon Musk. Nhưng thay vào đó, sự kiện đã bắt đầu với hơn 20 phút đầy dẫy những trục trặc kỹ thuật, các câu nói bị microphone vô tình thu lại và những cuộc trò chuyện giang dở trước khi đường truyền trực tiếp bị cắt một cách đột ngột. Một vài phút sau đó thì buổi trò chuyện lại được phát trở lại. Trước khi đường truyền trực tiếp bị cắt đột ngột, một vài phút sau đó thì buổi trò chuyện được phát trở lại trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người xem trực tuyến và lúc này thì thống đốc DeSantis còn chưa nói một lời nào. Theo ông Musk cho biết rằng mọi thứ thật điên rồ, xin lỗi. Những trục trặc trong sự kiện ngày 24 tháng 5 cho thấy quy trình vận hành của Twitter còn cách xa so với tiêu chuẩn cần có, biến một khoảng khắc huy hoàng dành cho ông Musk thành một nỗi xấu hổ. Thông điệp thảm họa, có nghĩa là disaster, đã xuất hiện trên nhiều bài đăng của những người dùng mạng xã hội Twitter sau buổi đối thoại Người điều phối của buổi đối thoại là ông David Sack. Ông cho biết rằng, chúng ta có quá nhiều người theo dõi khiến cho các máy chủ gặp vấn đề. Trả lời New York Times, ba nhân viên của Twitter cho biết là các nhà tổ chức không hề lên kế hoạch cho các vấn đề về mức độ tin cậy của đường truyền. Trong buổi nói chuyện với ông DeSantis, khi buổi phát thanh trực tuyến bắt đầu có hơn 600.000 người đã truy cập để theo dõi sự kiện, khiến cho ứng dụng di động và trang mạng của Twitter đã bị sập hoặc là bị gián đoạn. Tỷ phú mất sau đó đã chia sẻ trên tài khoản của ông với 140 triệu người theo dõi và từng đăng thông tin quảng bá cho buổi đối thoại. Và cho biết rằng sự kiện đã thu hút quá nhiều người nghe khiến cho hệ thống của Twitter đã bị quá tải. Sau khi những vấn đề kỹ thuật được giải quyết, buổi đối thoại một lần nữa đã được phát trực tiếp nhưng lần này lượng khán giả đã giảm đi một cách đáng kể, chỉ còn khoảng có 275.000 người nghe. Các nhân viên đã và đang làm việc cho Twitter cho hay hoạt động công nghệ của doanh nghiệp Twitter cũng trở nên bất ổn kể từ tháng 11 năm ngoái. Ông Musk đã đóng cửa một trong ba trung tâm dữ liệu chính của nền tảng này, sa thải đội ngũ phát triển công nghệ của Twitter như là lưu trữ đám mây và máy chủ. Sau đó, bản tin kinh tế cho biết là ngân hàng Pacific West bán khoản cho vay bất động sản có giá là 2.6 tỷ Mỹ Kim. CNN đưa tin cho biết là chìm trong hỗn loạn khi khách hàng rút tiền, ngân hàng Pacific West đã đồng ý bán khoản cho vay bất động sản trị giá 2.6 tỷ Mỹ Kim để tăng thanh khoản. Tập đoàn đầu tư bất động sản Kennedy Wilson Holding Inc. công bố là họ sẽ mua 74 khoản cho vay với mức giá chiết khấu là khoảng 2.4 tỷ Mỹ Kim. Người mua cũng sẽ đảm nhận tất cả các nghĩa vụ tài trợ trong tương lai của các khoản cho vay này. Ngân hàng Parkwest thực hiện các bước để củng cố tài chính của mình sau khi các khoản tiền gửi bị cạn kiệt, ảnh hưởng tới một số người gửi tiền trong khu vực. Trong danh mục các khoản cho vay thì ngân hàng này đang bán chiếm hơn một nửa là cho vay xây dựng bất động sản và đất đai ngân hàng sẽ bán thêm 6 khoản cho vay cho công ty Kennedy Wilson với giá khoảng 363 triệu Mỹ Kim nếu được cổ đông chấp thuận. Cổ phiếu của ngân hàng đã tăng 12.5% vào đầu phiên giao dịch trong ngày 22 tháng 5 tại New York. Công ty Kennedy Wilson dự kiến sẽ hoàn thành giao dịch mua lại theo nhiều đợt trong quý 2 và đầu quý 3 với tổng mức đầu tư là 2.5 cho đến 5%, -5 giá mua và trong nghĩa vụ tài trợ trong tương lai. Các khoản cho vay có lãi suất thả nổi trung bình là 8.4%. Sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley và một số các ngân hàng trong khu vực khác đã làm trao đảo các ngân hàng tương tự trên toàn quốc Hoa Kỳ. Điều này khiến cho cổ phiếu của ngân hàng Pacific West bị lao dốc gần 80% kể từ ngày 7 tới tháng 3. Tập đoàn đầu tư bất động sản Kennedy Wilson có trụ sở tại Beverly Hills, California, tập trung hoạt động ở miền Tây nước Mỹ, Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan. Bất động sản của tập đoàn này đang quản lý có giá trị lên tới 23 tỷ Mỹ Kim tin từ tiểu bang oregon cho biết là hải cảnh của tiểu bang cứu một hành khách bị đột quỵ trên chiếc du thuyền theo cnn cho biết là lực lượng cảnh sát biển của hoa kỳ uscg đã giải cứu một người đàn ông có triệu chứng bị đột quỵ trên chiếc du thuyền celebrity eclipse theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiếc du thuyền cách bờ biển Oregon phía Tây Bắc của Hoa Kỳ khoảng 160 km khi được máy bay trực thăng của hải cảnh tiếp cận. Lúc này trên tàu có hơn 200 hành khách phi hành đoàn đã hạ một chiếc cáng xuống phi, uh, sân bay trực thăng trước sự chứng kiến của rất đông hành khách trên ban công. người đàn ông có dấu hiệu bị đột quỵ đã được đưa tới một thành phố cách đó không xa đó là thành phố Warrington. Sau đó tiếp tục được chuyển lên trực thăng và đưa tới bệnh viện OHSU ở Portland, Oregon để được chữa trị.